Trạng bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 11 tháng 10 mình có một số cây hải châu và ổi xỉ rừng giao lưu anh em. Rồi mã số 1. Một cây hải châu sông cầu nha anh em. Cây đang cho quả đợt 3 nha. Cây thành phẩm nha anh em, cây mịn tàn hết. Cây này một cụm 3 thân nha. Cây một cụm 3 thân nha má anh em. Đây là cái lụa rừng nha, à, một chút lụa rừng thép, lụa thép rừng ở đây thôi nha. Cái này là một cụm 3 thân nha. Bộ đớ là trái rất to nha, bộ đớ rất to nha má anh em. Rồi em đo cái vành nè, vành tổng em đo cái vành tổng là 37 nha. Cái vành tổng ở dưới đây là 37, chiều cao là 70. Thân lớn đây là 16 nha, thân rất to nha mấy anh em. Bộ đớ trải, thân rất to. Cây này là nhuyễn tan hết nha. Cây thành phẩm nha mấy anh em. Vành 37, chiều cao 70. Thân là 16 nha. Tàn ngang từ bên này và bên này là 75 nha. Tán rất rộng nha mấy anh em. Cây thành phẩm nhuyễn hết nha. Cây đang cho quả đợt 3. Dòng này là siêu trái nha mấy anh em. Cho quả đợt 3 nhưng mà quả cũng rất là nhiều nha. Còn rất là nhiều nha. Thằng đất lượng tàn nhuyễn hết. Tàn đây là nuôi tầm nem nem rồi nha mấy anh em. To bằng ngón tay, gần bằng ngón tay cái hết nhé. Dòng lá là anh em khỏi phải bàn nha. Đây dòng lá cực kỳ đẹp. Lá rạch sông cầu nha mấy anh em. Rồi 3,2 triệu em bao ship mẹ số 1. Một cây hải châu sông cầu thành phẩm 3,2 triệu bao ship mẹ số 1 vừa với mẹ số 2. Một cây mọc cốt lít rất đẹp nha mấy anh em. Cây này cũng thành phẩm hết nhé. Cây mấy cây này là thành phẩm nuôi lắc rất là lâu nem rồi nha. Chi tăng là rất là to nha. Bộ đớ là trải 24 giờ luôn. Bộ đớ rất dưỡng dàng nha mấy anh em. Dưỡng lá cực kỳ đẹp. Rồi em đo cái vành nè, thì chỗ đây là 21 nha, mọc cốt rất to nha. Vành 21, chiều cao là 53, tàn ngang là 50 nha. Cao là tính từ mặt chậu lên là 53, tàn ngang là 50. Cây thành phẩm hết nha mấy anh em. Cây mọc cốt, cây nhìn rất lật nha. Bộ đớ rất dưỡng dáng nha mấy anh em. Cây rất là dưỡng dáng. Rất nhìn rất duyên dáng lắm anh em. Rồi 1,2 triệu bao ship, 1,2 triệu bao ship mẹ số 2 rồi về mẹ số 3. Cây tông cao nha, một cốt dáng trực lách nhẹ nha mấy anh em. Một cốt dáng trực lách nhẹ. Cây này cao 1,2 m nha. Cây cao 1,2 m, vành 17. Em đo cái quanh ngay chỗ đây là 17 nhé. Bộ đớ này mà anh em, bộ đớ còn rất to nha. Đớ nậu lên rất to nha. Quanh 17, cao 1,2 m, tàn ngang 50. Cây không bọng lũa gì hết nhé mà anh em. Cái này thời gian là tàn nó đổ, nó theo một xuống là trái rất đẹp nha. Rồi 1,1 triệu em bao ship, 1,1 triệu bao ship mã số 3. Cây này tông cao nên là đóng hang rồi nó cũng cực nha mấy anh em. 1,1 triệu bao ship mã số 3. Rồi về mã số 4. Cây này là đi dây cũng tương đối nhuyễn nha mấy anh em. Cây mọc cốt dáng trọc. Cây này là vành 13, chiều cao 65.
vành 13 chiều cao siêu lem, tàng ngang là 50. Về tổng thể cho anh em xem, dòng lá nhỏ rất đẹp nha. Cái này là vừa trả trái xong nha. Rồi, siêu tem kè em bao ship, siêu tem bao ship mã số 4, rồi qua mã số 5. Mã số 5 là một cây chân rượu quái rất đẹp nha mấy anh em. Cái này cây quái thú rất đẹp nha. Quanh eo ngay chỗ đây là 10 cm nha, chiều cao là 25, tàng ngang từ bên này qua bên đây là 30 nha. Rồi, xấu trăm 50k bao ship, xấu trăm 50k bao ship. Quay mấy cái này là em sẽ ship luôn chậu cho mấy anh em nha, ship bao chậu cho mấy anh em luôn nha. Số kem này 10k bao ship. Rồi qua mẹ số 6, qua mẹ số 6 một cây ổ xì rừng nha. Cây này có bộ đứa có chung rửa quái nhưng mà anh em, chung rửa quái rất dũng dàng nha. Bộ đứa trải chung rửa rất đẹp nha. Cái cục nu cục nha anh em. Rồi em đo cái quanh eo trên đây, quanh thân này trên đây là 7 cm nha. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh ấy là 30, tàng ngang từ bên này và bên này là 45 nha. Rồi 300k bao ship, 300 bao ship mẹ, 300k bao ship cái ổi mẹ số 7 và số 6, cái ổi mẹ số 6 300 bao ship. Rồi qua cái ổi mà số 7, ổi mà số 7 cái này đứa nè, quay về đứa cho mấy anh em xem, một đứa rất là ok nha, một cục luôn nha mấy anh em, một cục luôn, thằng cò lét nha, thằng cò lét rất là quái nha. Rồi em đo cái quanh eo ở trên ngã đây là 10 cm nha, quanh eo trên đây là 10 cm, chiều cao là 45, tàng ngang từ bên đây qua bên kia là 50 nha. Đây, mấy cái này là không có ship chậu nhưng mấy anh em nhổ ra bao bao giờ mấy anh em, dòng này quẻ nhỏ nhưng mà rất thơm nha. Ổ xỉ rừng cây nuôi từ nhỏ nên là rất đẹp, dòng trái nhỏ nhưng mà rất thơm nha. Rồi 400k bao ship, 400 bao ship mã số 7. Rồi, video của em lần đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.